Giờ giới thiệu với anh chị phần giao diện của Living Omega. Thì cái menu MEB này á, nó sẽ thay bằng cái trang system, còn giữ nguyên phần kiến trúc. Nếu như các bạn dùng bản Revit chung á, thì cái chỗ này á, là sẽ là system, kết cấu và kiến trúc riêng luôn. Vậy nó đều nó tổng hợp cả ba bản đầy đủ như anh chị. Về cái giao diện của nó thì các anh chị thấy là bên này bản Property là bình thường, bên này bản Project Browser, mình kéo thẳng qua đây không sai. Nhưng mà cái cấu trúc của nó ở đây nó khác xíu này. Giờ cách sắp xếp Project Browser, chúng ta sẽ nói với anh chị cách sắp xếp này, để sau này mình sắp xếp lại từng bản vẽ rất là hay. Ngoài cái trang này nó còn một trang khác nữa là Analyze, để gắn không gian, gắn space, tính tải và kiểm tra phần gió gì đó. Đó là những cái khác biệt của Revit không một khác. Một cái nữa là các anh chị thấy ở đây là bản Project, bản Property, bản Project Browser. Một bản nữa bên Revit MVP quản lý đó chính là bản System Browser. Bây giờ các anh chị sẽ vô phần phim Interface System Browser này. Bấm F9 hiểu ra. Bản này quản lý tất cả hệ thống trong Revit. Bây giờ các anh chị sẽ có bao nhiêu hệ thống Mechanical, bao nhiêu hệ thống Baby, bao nhiêu hệ thống Electrical. Nó quản lý hết tất cả những phần đó. Bản này quản lý tất cả. Vậy là mình có tổng cộng là ba bản, với thêm cái bản System Browser này khác.